tuyệt vọng, những lời chỉ trích, mắng chửi mang trên mình chẳng chịt những vết thương thể xác lẫn tâm hồn. Đây là những điều kinh khủng và nạn nhân của bạo lực học đường đã và đang phải chịu đựng. Liệu có còn chút ánh sáng, có còn bàn tay nào chịu nắm chặt tay họ, kéo họ ra khỏi biển đen tăm tối ấy? Don't speak when you spit your venom. Keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring enough.